Kính thưa quý vị, những ngày cận Tết thì nhiệt độ thời tiết nắng nóng khiến cho đào bung nở. Thời điểm này, nhiều nhà vườn tại phường Phú Thượng hay Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đều cảm thấy lo lắng vì đào nở trước Tết. Phản ánh của phóng viên chúng tôi sau đây. 80 gốc đào của gia đình ông Vũ Văn Công, phường Phú Thượng, Hà Nội đều đã bung nở. Mặc dù cận Tết nhưng thời điểm này chỉ có 20 gốc khách có thể lấy được. Đào này đành để cho năm sau bán. Đó là nỗi lòng của những người trồng đào như ông Công. Năm nay dòng đào đi 80 gốc nhưng được có 20 gốc khách lấy được thôi, còn để dành đến sang năm. Thực ra thời điểm năm nay thời tiết nó nắng sớm, nắng quá đâm ra là đào nở gần như là tương đối nhiều, chọn là cũng tương đối khó. Được cây như ý cũng đi phải nhiều vườn á. Cả một năm, người trồng chỉ trông chờ đào nở đúng dịp Tết. Đa số người dân cũng chỉ chơi đào trong dịp này. Thế nhưng thời tiết nắng nóng khiến đào khoe sắc sớm đã khiến việc lựa chọn mua và bán gặp không ít khó khăn. Thế mình cũng có dạo đến đây là vườn thứ 3, thứ 4 rồi. Nhưng chắc là cũng từ giờ để treo cũng phải kết thúc để chọn được một ngày. So với mọi năm thì đào năm nay là lở hơi sớm. Như mọi khi thì là còn có lộ nhưng năm nay là lở nhiều quá. Đến thế này thì tức là mình chơi năm nay là không được dài. Đấy, thì thời gian là chơi là sẽ ngắn hơn. Như mấy ngày hôm nay là thời tiết nó nóng quá, nắng từ gần Tết nên nó bốc mạnh lắm, nhanh lắm, lên nhanh lắm, nên là ảnh hưởng hết đến đào, nhìn bông hoa nó không được mỹ mãn như mọi năm. Rất nhiều thương lái buôn đào tại chợ hoa Quảng Bá Hà Nội cho biết đào bung nở khiến đào không còn được giá so với Tết mọi năm. Nó nắng nóng và gió đông kéo dài, nên vườn đào bây giờ hiện giờ đang lở hết. Đến cuối ngày thì khách không còn đào đẹp để chơi, tiếc cho khách. Đáng lẽ cành đào bán 3 triệu, 4 triệu thì bây giờ chỉ bán được 2 triệu. Hoa đào đỏ thắm mang lại cảm giác Tết ấm áp, tươi vui, nhưng với người trồng đào thì lại thấp thỏm lo âu. Nắng ấm có khả năng vẫn duy trì đến 30 tháng chạp. Với hình thái thời tiết hiện nay, người mua vẫn chần chừ, nấn ná, chưa mua vội. Còn với người bán vẫn lo lắng vì đào rớt giá.